như vậy đã có bàn thắng rồi thì mở tỷ số dành cho các cầu thủ Liên Quân 2K2 2K3. Và xuất phát từ một thiếu đá phạt góc và các thủ Liên Quân 2K2 2K3 đã có một bàn thắng tương đối dễ dàng. Và trong mùa giải năm nay thì bên phía đội bóng 2K2 2K3, theo như một số thông tin chúng tôi tìm hiểu thì đây cũng là một đội bóng rất mạnh và họ được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá trong mùa giải. Bóng vẫn còn rất nguy hiểm và tiếp tục là từng dứt điểm nữa của Long Lì. Hai pha dứt điểm liên tiếp của Long Lì và lẽ là bóng đã chạm vào một cầu thủ hậu trung vệ bên phía các thủ Liên Quân trẻ. Tiếng đá phạt góc dành cho các thủ Liên Quân. Đường bàn bóng thì bên phía các thủ 2K2 thực hiện thực sự là chưa mạch lạc. Long Lì một pha dứt điểm tung lóc cung thành cầu thủ môn Bá Trung, một pha bắt vô lề bóng lửa này cực kỳ đẳng cấp vào cái chân trái của Long Lì. 2-0 dành cho các thủ Liên Quân 2K2 2K3. Và dứt điểm khó như vậy thì làm sao có thể bắt được, không có bất kỳ một cơ hội nào cho Bá Trung cả. Một pha thoát xuống rất nhanh về phần cánh trái của Long Lì. Đánh đầu, như vậy đã có bàn thắng thứ ba. Và đúng như chúng ta đã phân tích từ trận đấu trước khi diễn ra thì không chiến sẽ là một trong những lợi thế rất lớn dành cho các thủ Liên Quân 2K2 và 2K3. Họ có một chiều cao rất vượt trội của những cầu thủ trung vệ và tiền vệ. Và bàn thắng thứ ba là đã đến tất yếu ở một tình cố định phạt góc. Như vậy là lúc này thì hai bàn thắng đến với cầu thủ Liên Quân trẻ. Thì Quang Nguyễn là một cầu thủ rất to, coi không vào. Vừa rồi là một tình huống bỏ lỡ khá đáng tiếc đến từ Huy Thái. Một tiếng bóng đập vào cột dọc và xuất phát từ một thiếu đi bóng quá phần chủ quan và chưa có một sự an toàn của Quang Nguyễn. Tội trước các thủ Liên Quân trẻ. Trước các thủ 84-85. Coi khoảng trống rất rõ ràng, khoảng trống rất rõ ràng dành cho Kiên Kít. Thì rất tiếc là tiếng dứt điểm của Kiên Kít, bóng đã đi quá cao. Vẫn còn, đây rồi, dứt điểm ngay. Coi như vậy đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Và như vậy là sau một loạt lỗ lực không ngừng mệt mỏi, cuối cùng các cầu thủ Liên Quân trẻ đã có một bàn thắng rất đẹp. Và trước đó thì cầu thủ Huy Thái đã có một pha tranh chấp bóng cực kỳ rung manh với hai cầu thủ áo trắng. Và bên phía cầu thủ Liên Quân Thanh Người, cầu thủ số 69 rời sân, vào sân đây rồi. Đấy rồi, Long Lì, Long Lì, chân trái của Long Lì không vào. Và cầu thủ Liên Quân 2K2 2K3 tiếp tục Thanh Người. Tố Bưu là cầu thủ rời sân, vào sân là số 11 Minh Đức. Và Liên Quân trẻ dường như đối mặt với Lobita rất nguy hiểm. Vừa rồi là một đường chuyền thuận lợi dành cho Minh Đức. Và chúng ta đang phân tích về vị trí của Lobita thì những tiền đạo bên phía các thủ Liên Quân trẻ đều là những cầu thủ có một thân hình tương đối nhỏ con. Vẫn là những tiền cầm bóng quen thuộc của Minh Đức. Đấy rồi, khoảng trống cho Minh Đức. Một siêu phẩm, một siêu phẩm đến từ siêu tiền vệ Minh Đức. Một tình huống đi bóng vìa bóng cực kỳ đẳng cấp đến từ một góc biên. Anh đã vìa bóng qua tới ba cầu thủ trẻ và nâng tỷ số lên 4-1 dành cho các cầu thủ Liên Quân 2K2 2K3. Và như vậy là Liên Quân trẻ thay người, Minh Kiên rời sân và sân là Sơn Hiếu. Đường chuyền vào, đấy rồi, Long Lì có hat trick hay không? Vẫn còn Long Lì, hat trick dành cho Long Lì. Một ý đồ rất thực dụng đến từ các thủ Liên Quân 2K2 2K3. Lionel Messi số 10 đã quyết định không ghi bàn, mà người ghi bàn là Long Lì số 7. Và bên phía các thủ 2K2 2K3 thay người, Long Lì rời sân, vào sân là Quang Vũ số 6. Bàn thắng nâng tỷ số lên 5-1. Hat trick của Long Lì. Huy Thái, vẫn là Huy Thái. Đường chuyền vào. Như vậy là cuối cùng đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4. 2-5, vừa trở về là 2-5. Bàn thắng được ghi của cầu thủ nào đây? Chúng ta hãy chờ đợi xem đó là số áo bao nhiêu. Và Thế Vương thay người. Thế Vương thay cho Quang Minh. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào. Phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần. Tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.